Xin chào anh chị nhé. Trước mặt anh chị là một cái vườn điều có cái diện tích là 4 mẫu 9 thuộc tổ 4 ấp Thạch Màn, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Cái vị trí tôi đang đứng ở đây là rất là gần tạo lực, rất là gần khu công nghiệp BKMX Đồng Phú rồi anh chị ha. Đây ạ, theo ngón tay tôi chỉ là đi hướng này. Cứ đi thẳng hướng này khoảng 1 km nữa là anh chị tới được đường tạo lực 65m. Và đi khoảng chừng 3,5 cây số đến 4 cây số nữa là anh chị gặp được khu công nghiệp BKMX Đồng Phú. Khu công nghiệp BKMX Đồng Phú 6.300 hectare anh chị ha. Rồi anh chị ra hướng đi theo hướng này. Đi khoảng 1,5 cây số nữa là mình ra được đường liên tỉnh DT753. Đường liên tỉnh DT753 thì hôm nay nhà nước người ta cũng đo để mở rộng rồi đấy anh chị ha. Và tới đây nhà nước người ta cũng sẽ thông cây cầu Mã Đà để sang bên huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai anh chị nhé. Còn từ vị trí tôi đang đứng ở đây ra ngoài thành phố Đồng Xoài hết khoảng 16 cây. Về Phú Giáo Bình Dương thì hết khoảng chừng 30 cây số. Về Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai thì hết khoảng chừng 15 đến 18 cây số thôi anh chị ha, nó rất là gần anh chị ha. Đấy, và sau này đường tạo lực mở này, đường DT753 mở rộng này, rồi khu công nghiệp BKMX Đồng Phú về đây thì cái vị trí đang đứng ở đây là rất là tiềm năng, rất là tiềm năng anh chị ha. Còn bây giờ thì tôi cùng anh chị đi tham quan cái miếng 4-9 này. 4-9 này bắt đầu từ cái cây này anh chị ha. Cây gì này? Cây này. Đến sang cái cây kia. Toàn cái quả đồi, toàn bộ quả đồi này luôn anh chị nhá. Cái 4-9 này thì người ta bán 10,3 tỷ cho 4-9. Đất thì nó dốc lên như này này anh chị. Dốc lên như này này. Anh chị thấy không ạ? Đất đỏ nhá, đất sỏi đỏ. Cái đất này thì nó không có có đường hiển thị trên sổ đâu anh chị ha. Nó chỉ có ông chủ đất này ông mua đất mua 6 mét đường vào ở góc bên kia. Góc bên kia anh chị ha. Tôi khi đi làm làm video, đi lấy sản phẩm thì tôi cũng quay hết sức là chi tiết cho anh chị xem. Cái vườn này thì nó cũng rất là dễ. Đấy, những cái hàng cây dại đó. Ở trên Bình Phước của chúng ta thì người ta có chỗ thì người ta sẽ cắm cọc bê tông, có chỗ người ta không cắm cọc bê tông mà nó sẽ trồng những cây dại như vậy. Đó anh chị nhá. Còn dưới kia là đường liên xã kìa. Con đường này thông thẳng ra tạo lực luôn anh chị ha. Thông thẳng ra tạo lực luôn. Sau này khu nghiệp BKMX Đồng Phú mở ra, tạo lực mở ra, DT753 mở rộng thì những cái quỹ đất như ở đây thì rất là tiềm năng luôn anh chị nhá. Đó, cái vườn mà xịt cỏ rồi là của hàng xóm này. Vườn nhà ông này rất là đẹp luôn, có mặt đường, quá trời mặt đường luôn. Đó, đây có cái cột bê tông người ta cắm này. Đây hả chú? Ngay đây. Rồi anh chị ơi, cái con đường 6 mét vừa tôi chia sẻ là bắt đầu từ đây này, từ cái cột này sang đến cái cột này. Cái chú cộng tác viên chú vừa chia sẻ này. Đó, đây này. Đó, kia là hai cột tre kìa. Chị thấy không? Bên kia có cái cột tre nữa kìa. Đó là đi thẳng xuống cái đường kia. Cái đường kia. Đây, tôi đang đứng ở đây là giữa đường này. Đó, nghĩa là người ta mua từ cái hàng này sang cái hàng này, cái hàng điều này của mình này. Đó, hàng điều này của mình này. Đây, tôi phóng lớn lên nha. Bắt đầu từ cây điều này này. Cây điều này nhá. Đó, mua 6 mét từ đó. Mua 6 mét từ dưới đó lên đến chỗ tôi đang đứng đây. Anh chị nhá. Đấy, nói vậy tôi chia sẻ vậy để cho anh chị hình dung. 6 mét đường vào. 6 mét đường vào cho cái 4-9 này. Đó, tổ 4 ấp Thạch Màn, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Giá 10,3 tỷ có thương lượng nhá. Đấy. Rất là gần khu nghiệp BKMX. Rất là gần DT753 và cực kỳ gần với đường tạo lực anh chị ha. Đó, tôi nói 1 cây số nhưng không biết có tới không. Mình cứ phải nói dư ra. Đó anh chị ha. Tuy nhiên thì nó một cái diện tích rất là rộng lớn mà để tôi đi bộ thì không đi bộ được đâu anh chị ha. Đó, đây. Cái vườn cao su non là của hàng xóm rồi. Đây, cái hàng chuối này là ranh giới này. Đó, hàng chuối này ranh giới sang vườn cao xin lỗi vườn cao su, vườn điều. Vườn điều non là của người ta. Còn hàng chuối này là cái vườn ranh giới. Là cái ranh giới anh chị ha. Đấy, cứ vườn điều già là của ông này thôi, ông 4 mẫu 9 này thôi. Anh chị ha, dốc lên, đất dốc lên. Đó. Tôi quay sang đây một chút đi. Đó, đất dốc lên nhá. Cái đất này mà mình đào đất bán cũng được. Chỗ này cũng có thể là khai thác đất bán được luôn anh chị ha. Đó. Nó dốc lên như này. Đó, thì anh chị nào quan tâm đến miếng đất này á thì lên đây chúng tôi sẽ mang sổ ra đây
cho anh chị xem về cái hình đất này, rồi đưa anh chị đi xem ranh giới anh chị ha. Với vị trí nó rất là gần, gần BKMX Đồng Phú, gần các tuyến đường chuẩn bị làm. Đó, nó rất là gần. Sau này các tuyến đường nó làm rồi thì chắc chắn là đất ở đây người dân người ta cũng bán sẽ không còn giá như bây giờ nữa. Đó, anh chị nhá. Đó, rồi một lần nữa tôi nhắc lại nhá. Đất anh chị đang xem đây có cái diện tích là 4,9 hecta. Ông chủ này ông có mua 6 mét đường vào từ cái đường liên xã kia, đó, từ đường liên xã kia để lên đất của ông ấy. Anh chị ha, sổ đỏ chính quy, giá bán là 10,3 tỷ. Thì anh chị nào quan tâm đến cái miếng đất ở tổ 4, ấp Thạch Màn, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước này thì liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918 645 130 hoặc 0271 373 7968 anh chị nhá. Ngoài ra anh chị cũng có thể truy cập với website công ty chúng tôi là cvtland.com để lựa chọn tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như là mục đích sử dụng đất của mình anh chị ha. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới từ công ty chúng tôi. Xin cảm ơn.